Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự tự mãn. Trở nên tự mãn nghĩa là gì? Mối nguy hiểm và việc quá tự mãn có thể làm hỏng sự nghiệp của bạn. Tự mãn là cảm giác thích thú hoặc an toàn trong yên lặng, thường là trong khi không nhận thức được một số nguy hiểm tiềm năng, khiếm khuyết hoặc tương tự, tự hài lòng hoặc tự mãn với một tình huống, điều kiện hiện có, vân vân. Điều gì gây ra sự tự mãn? Duy trì cảm giác tự tin quá mức, một lý do kháng khiến các tổ chức luôn trong trạng thái tự mãn là do cảm giác tự tin quá mức, có thể thể hiện bản thân theo nhiều cách khác nhau. Đôi khi sự tự tin thái quá bắt nguồn từ cảm giác an toàn hoặc hạnh phúc sai lầm. Sự tự mãn ở nơi làm việc là gì? Sự tự mãn có thể được định nghĩa là sự hài lòng về bản thân, đặc biệt khi đi kèm với việc không nhận thức được những nguy hiểm hoặc khiếm khuyết thực tế. Sự tự mãn là cực kỳ nguy hiểm ở nơi làm việc. Chúng ta quá quen với việc mọi thứ được thực hiện theo cùng một cách mà chúng ta không phải lúc nào cũng nhìn ra những mối nguy hiểm xung quanh mình. Điều gì gây ra sự tự mãn trong các mối quan hệ? Nhiều cặp vợ chồng trở nên tự mãn trong các mối quan hệ đơn giản là vì họ dành nhiều thời gian cho thiết bị của mình hơn là cho mối quan hệ của họ. Thách thức là với quá nhiều kết nối ảo, nó dẫn rất dễ bị ngắt kết nối về mặt vật lý. Tính tự mãn nguy hiểm như thế nào? Tự mãn có thể là suy nghĩ nguy hiểm nhất dẫn đến thương tích hoặc tai nạn. Khi bạn bắt đầu làm việc ở chế độ tự động lái và ngừng chú ý đến những gì bạn đang làm, điều đó có thể dẫn đến việc đi tắt đón đầu mà chấp nhận rủi ro. Các công ty và nhân viên làm việc chăm chỉ để tạo ra một nơi làm việc an toàn và loại bỏ các hành vi không an toàn. Tự mãn có nghĩa là gì? Cảm giác yên tĩnh, vui vẻ hoặc an toàn, thường trong khi không nhận thức được một số nguy hiểm tiềm ẩn, khiếm khuyết hoặc tương tự, tự hài lòng hoặc tự mãn với một tình huống, vân vân. Tự mãn là tốt hay xấu? Tự mãn là tốt hay xấu? Nó giống như cố gắng giết một người bằng kim. Sự tự mãn thậm chí không có nghĩa là có hoặc là họ hạnh phúc. Nó có nghĩa là họ đã chấp nhận những thứ xung quanh họ có thể không thay đổi. Thay vào đó, có vẻ như họ đang nuốt một hạnh phúc. Họ không có vẻ hạnh phúc. Làm thế nào để bạn biết nếu bạn tự mãn? Bạn không bao giờ cảm thấy sợ hãi hay lo lắng. Không sợ hãi và lo lắng trong cuộc sống của bạn thường là một dấu hiệu chắc chắn rằng bạn không chấp nhận đủ rủi ro. Những người tự mãn không thích rời khỏi vùng an toàn của họ và do đó có xu hướng không chấp nhận nhiều rủi ro. Điều gì xảy ra khi bạn trở nên tự mãn? Khi bạn trở nên tự mãn, thể dục tinh thần của bạn sẽ giảm và bạn tái không còn khả năng để xử lý những thách thức với sự khéo léo giống như trước. Trở nên tự mãn có thể khiến bạn mất vị trí vào tay một người không bao giờ ngừng làm việc chăm chỉ. Tại sao nhân viên trở nên tự mãn? Có thể nhiều lý do để một nhân viên chuyển sang tự mãn. Các chuyên gia cho rằng sự nhàm chán trong công việc, thiếu sự liên kết phù hợp với tầm nhìn của tổ chức, hoặc thậm chí không có khả năng phát triển nghề nghiệp có thể dẫn đến sự tự mãn. Nếu bạn có thể xác định nguồn, bạn có thể thực hiện một hành động thích hợp. Sự tự mãn có thể ảnh hưởng đến nhu cầu của khách hàng như thế nào? Sự tự mãn trong dịch vụ hạ khách hàng, biết rằng công ty không còn coi trọng hoạt động kinh doanh của họ nữa, đủ lý do để tiến thẳng đến đối thủ cạnh tranh. Lý do cho sự im lặng có thể là họ hài lòng với dịch vụ hoặc đơn giản là họ đang trì hoãn thời gian cho đến khi họ có thể tìm được một công ty khác đáp ứng nhu cầu của họ. Sự tự mãn trong kinh doanh là gì? Tính tự mãn là một lỗ hổng nội tại ngăn cản các tổ chức vượt ra khỏi hiện trạng
để đạt được những hạt thành công đặc biệt. Tránh tự mãn là điều cần thiết để tồn tại lâu dài của bất kỳ doanh nghiệp nào. Vì vậy, tốt hơn hết, hãy lưu tâm đến những thứ bên dưới bề mặt của tổ chức. Làm thế nào để bạn vượt qua sự tự mãn? Kiên định làm việc với mục tiêu của bạn loại bỏ sự tự mãn khỏi cuộc sống của bạn. Thứ nhất, tìm mục đích và ý nghĩa trong mục tiêu của bạn. Thứ hai, thiết lập một cam kết hoặc không thể phá vỡ đối với bản thân và nâng cao tiêu chuẩn cá nhân của bạn. Thứ ba, nhắc nhở bản thân rằng bạn sắp hết thời gian. Thứ bốn, thực hành sự tha thứ cho bản thân và thiết lập một nhân dạng cá nhân mới. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.